Brentford 1-2 Man City, Haaland quá đáng sợ. Tối ngày 14 tháng 9, Haaland ghi liền hai bàn giúp nhà đương kim vô địch Premier League dẫn ngược Brentford 2-1 ở vòng 4. Ở ngay đợt lên bóng đầu tiên, Brentford đã tạo ra bất ngờ. Xuất phát từ tình huống thi đấu không hiểu ý giữa John Stones và Ederson, bóng bật ra ngay trước mặt Joan Wisa. Nhiệm vụ của cầu thủ đội khách chỉ là đánh đầu vào khung thành bỏ trống, đưa Brentford vượt lên dẫn trước. Pha lập công ở giây thứ 25 của Wisa là một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch sử Premier League. Kỷ lục hiện tại thuộc về Sang Long với cú sút tung lưới Watford ở giây thứ 8 vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Sau bàn thua, Man City thi đấu chệch choạc. Chỉ có tài năng của Ederson mới giúp đội chủ nhà không phải nhận thêm bàn thua. Phút 21, Man City có cơ hội đầu tiên và ngay lập tức được chuyển hóa thành bàn thắng. Ở thế quay lưng với khung thành, Haaland vẫn xoay người dứt điểm đầy quyết đoán. Bóng chạm chân một hậu vệ, đổi hướng làm thủ môn đội khách bó tay. Đến phút 32, Ederson truyền dài táo bạo từ sân nhà. Haaland tì đè để loại hậu vệ, trước khi thoát xuống, dứt điểm tinh tế, đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Hai pha lập công đã thể hiện phẩm chất hàng đầu của số 9 hay nhất thế giới hiện tại, đó là tốc độ, khả năng tì đè, sự quyết đoán và chuẩn xác ở những nhịp xử lý quyết định. Cựu sao Dortmund ghi bàn thứ 9 sau 4 trận tại Premier League, trong đó có hai cú hat-trick, thành tích đáng kinh ngạc của chân sút sinh năm 2000. Đây là trận đấu thứ 2 từ đầu mùa, Man City để đối thủ mở tỷ số ngay từ những phút đầu tiên. Trước Brentford, Ipswich cũng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, họ lại để thua 1-4 chung cuộc. Dù vậy, Brentford không phải là đối thủ dễ chơi với Man City. Bầy ông từng là khắc tinh của nhà đương kim vô địch Premier League với hai chiến thắng ở mùa 2022-23. Ở vòng 4, Erling Haaland vẫn ra sân từ đầu dù vừa chịu cú sốc mất người thân. Sát cánh cùng anh là Grealish và Savinho. Cựu đội trưởng Ilkay Gundogan cũng có lần đá chính đầu tiên kể từ khi trở lại Etihad.